Chào các bạn. Hôm nay cậu ba với muội làm gì, ăn gì đó, ăn món gì vậy? Cậu ba bị méo một đầu nên cậu không lấy. Wow, ốc nha các bạn. Hôm nay cậu ba với muội ăn ốc hấp xả. Ốc này người ta gọi là ốc ốc đắng. Ốc đắng rồi, mới rớt cái tâm cho người dĩa nước mắm luôn. Đây là dĩa nước mắm gừng nha các bạn. Nước mắm gừng xả ớt. Mọi lựa đi, trong thời gian mọi lựa coi sẽ ăn ốc rồi. Mà hơi nóng vậy. Nóng ăn mới ngon chứ, mới xong mà. Nóng rồi. Mùi ơi, mùi thích ăn ốc lớn hay ốc nhỏ? Mùi ốc lớn nhất thế giới. Ốc gì vừa. Mùi thích ăn con ốc bự hay ốc nhỏ? Được chưa cậu ba? Wow, giống ốc gạo quá he. Nó có cái đuôi, ngắt cái đuôi. Ngắt cái đuôi ngay đây nè. Ừ, còn cái kia là cái bụng nó ngon lắm. Bụng có con. Ốc con ở trong ăn ngon lắm. Mùi đâu biết ăn. Ăn đi mùi. Cậu ba ăn đi. Cho mùi ăn con nhỏ xíu thôi, lấy con nhỏ xíu quá cho mùi ăn. Cho nó có đắng luôn cậu ba. Ốc này là ốc đắng, tên nó là ốc đắng mà không biết ăn có đắng hay không thôi. Ốc đắng. Ốc đắng nó tên vậy thôi chứ đâu có đắng. Cố cho mùi lấy cái khúc đầu ở trên thôi. Mùi nó đốt biết ăn cái khúc kia. Đó, đúng rồi, ngon luôn đó. Chấm chấm. Mùi ăn cái ghiền. Sao? Trời ơi. Nước mắm cay. Nó dai. Dai hả cay? Dai. Mùi nó ốc này nó dai quá các bạn ơi. Ôi, hấp dẫn quá. À, ốc đắng chấm với mắm gừng xả ớt. Cái ớt này không, ủa là không, cái ốc này không có đắng. Chỉ là đắng muốn đăng xuất thôi. Có đắng không mùi? Mùi có cảm giác đắng không? Không à. Vậy chắc là cái tên của nó thôi nha. Chắc cái tên của nó chứ không ai. Còn ăn ơi, cái đó là xả đó mùi. Cây xả đó. Ngon quá. Ngon quá. Không. Ăn không? Cậu ba sẽ cho mùi một con nữa. Mùi này rất là không khoái ăn cái món mấy cái món hải sản này nha. Mùi ngộ ghê, người ta khoái ăn món hải sản lắm. Các em bé như muội là khoái ăn món hải sản lắm. Ăn món hải sản là nó cái gục nó đâu. Ai biết nó rớt trong. Chắc nó rớt ra rồi chứ gì. Muội. Muội ăn nhiều sọt hết nó, muội đừng cho có nhiều canxi. Muội biết hải sản là có rất nhiều canxi. Giúp cho phát triển nó gì biết không? Đó nè cậu ba. À muội bóc cái con ốc ra rồi hả? Không phải còn cái vỏ, không còn cái vỏ mùi ơi. Cái đó là con ốc con á, con ăn luôn đi. mùi sợ cái vỏ. Giúp phát triển chiều cao á, con ăn mấy cái đó nhiều canxi nó cho con chiều cao rất là cao luôn á. Ăn không? Mùi không ăn, cậu ba ăn hết. Lấy cái tâm của mùi đâu rồi? Ăn xem. Mùi lấy con bé xíu, mùi lấy con ốc xíu mùi. Ốc xí mùi hả mùi? Ốc được không? Con lấy được không? Con tự làm đi. À, cái đó là cái vỏ ở ngoài. Ốc xí mùi. Chỉ ngay á. Để từ từ để mùi làm được không? Con chỉ. Mùi đâu biết lấy. Chỉ nè, thấy cái cơm nó ngoài nè. Chỉ vô. Mùi không biết lấy ốc. Mùi không biết lấy ốc. Cút nó ra từ từ thôi. Đó vậy đó. Đây nha. Đúng, ngắt này đó. Rồi ăn khúc đầu đó thôi. Mùi nó không biết ăn cái khúc con. Sột sột. Ăn đây. Wow. Yeah. Rồi bye bye mũi nha. Bye. Nãy giờ cậu ba ăn. Cậu ba ăn con ốc này đi. Ốc bự hả? Để đây.